Rồi thì ở đây này, cái chỉnh sửa cây viết có nghĩa là chỉnh sửa con mắt là ẩn hiện. Ví dụ như em không muốn cái bài viết này hiện ở ngoài web thì em ẩn đi, nick một cách nick nick chuột vào đây thì nó có dấu chéo này thì nó ẩn thế này đi, hoặc là nick vào đây ẩn đi. Hai cái thao tác này nó giống nhau, mình chỉ cần nick vào đây cũng được. Còn muốn hiện trở lại thì anh chị một nên là anh chị nick vào đây cho nó hiện trở lại này. Đó. Còn dấu x là xóa xóa luôn cái tin này đi. Chỉnh sửa cây viết là chỉnh sửa này, ví dụ em muốn vào đây chỉnh sửa cái bài viết này thì em click vào đây em chỉnh sửa, thay đổi cái hình này, thay đổi cái nội dung này, trang trí này, nội dung này thì bên anh chị chỉnh ha. Ủa, lúc mà lỡ tay nhấn xóa nó có hỏi nhận hay là xóa tự xóa luôn à? Nó sẽ hỏi bạn là chắc chắn muốn xóa hay không. À, đây em ví dụ em xóa cái này đi nha, ABC này xóa này. Đó, bạn muốn Nhưng chắc mà chắn muốn hỏi xóa hay vừa không? chứ là lỡ tay là hút con phát nó đi luôn. Đó. Thì anh chị vui lòng nhìn thế này xem Rồi xíu ok rồi ok yên dạ tâm. đó dạ dạ đó thì chị muốn chỉnh sửa cái nội dung tin tức nào thì nhấn vào vô cái viết này có nghĩa là chỉnh sửa edit đấy. Em bấm cái ổ cái thì chị không nhắn Đây tin bấm vào những dấu chấm đây xong, ví dụ như hình ảnh đó ừ. thì giờ chị muốn xóa cho hình ảnh mà chị lấp một cái hình ảnh khác chị nhấn Xóa thì một thì là nhấp vô chị nó đi nấp vô đấy nó rồi chị nhấn gì đấy, hai nữa là nick chuột phải vào phải đúng không? chọn một cái hình khác thì nó sẽ thay thế cái hình này. Giống như quận vậy chị. Dạ giống như quật thôi. Không chị muốn hỏi tại Dạ. đây có cái chỗ mà cái hoạt động này này. Rồi khi mà anh chị mà cập nhật cái nội dung bên ở bên tiếng Việt thì đồng thời bên tiếng Nhật nó cũng sang bên tiếng Nhật này, Tự động qua đúng nó không? tự động qua tiếng Nhật này. Nhưng mà nó có tự động dịch cơ. Không, nó sẽ không tự động dịch tiếng Nhật, anh chị sẽ vào đây edit lại nội dung tiếng Việt thành tiếng Nhật này, sửa cái ABC này thành tiếng Nhật này, Cô dịch còn không dùng bậy bậy lần bạ đã. Đó thì nó chỉ có tối ưu cho anh chị là cái hình ảnh anh chị không cần phải cập nhật lại hình ảnh nữa, còn nội dung bài viết thì anh chị cập nhật lại. Chị hỏi cái ví dụ như là chị không bắt đầu từ tiếng Việt chính mà chị bắt đầu bằng tiếng Nhật đó, Dạ thì qua trên chị cái Nhật chị đó. trang cái việc qua cái trang cái việc chị sửa là hết trang tiếng Việt đúng không? Đúng rồi Chứ không nhất đó thiết phải bắt buộc từ trang tiếng Nhật luôn đúng đúng rồi không? đúng Đúng rồi rồi. đúng rồi dạ đúng rồi. Muốn cái nào cũng được thì hết gì Tưởng rồi đấy, nhưng gắn mà thêm bây giờ nói là có thể mình bắt đầu từ trang tiếng Nhật trước đúng không? Mình đánh vào bên trang tiếng Nhật thì nó tự động có nhảy sang tiếng Việt sang đúng tiếng không? Việt nó sẽ nhảy vào tiếng Việt nhưng mà nó nhảy tiếng Tiếng Nhật Nhật biết biết tiếng Nhật tiếng Nhật nhưng mà làm thế nào để mà bây giờ mình lại sửa bên kia nó lại nhảy bên này à? không khi khi mà mình cập nhật nó sang cả bên kia nhưng mình chỉ sửa chỉ biết một bên thôi. À nó chỉ dùng cái đầu quay Nó thôi. chỉ biết là cái nào chỉnh sửa thôi chứ nó không biết là cái bên cái nội dung này nó chạy qua bên kia nữa. Tức là tại vì chị sợ là ok chị nhập hết cái phần tiếng Nhật nó nhảy sang bên kia ok rồi. Thế nhưng mà ví Nó dụ qua bên như tiếng mình ý ý chị ý của chị á là vừa nhập tiếng Nhật xong đúng không, đánh xong hết là nó tự động nhảy qua bên kia, xong rồi qua bên kia mình đánh lại tiếng Việt tiếng Việt xong nó tự động nó lại nhảy qua bên kia. nó không có tự Tự động nhảy chắc lại nữa. Dạ. thế Nó thì chị biết nó cái chỉ lần biết đầu là đúng chỉnh không? sửa một lần đầu tiên cái nào thôi. Ý rồi 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 Dạ. tức là chỉ một lần đầu thôi Vô để lần rồi chứ nó chỉ phải là qua vô một nhảy lần lại đầu mới thôi, chắc. không có gì cả. Nó là như Rồi lần đầu nó không có nhập động được. rồi cái bài viết giới thiệu này anh chị còn gì thắc mắc Rồi mấy cái mục dưới sao? Bên này thì hết không rồi, ok. giới thiệu xong hết rồi. Bên đây phải giới thiệu nói chung là như nhau cái gì Như nhau á. À, rồi Đấy, em chỉ bảo nhé, ví dụ như một lần thì nó nhảy sang hết đúng không? Nhưng mà về sau mình chỉnh sửa, mình chỉ chỉnh sửa nhỏ thôi. được Thì như thế nào? nó cũng bị vậy thôi, chị muốn Nó sửa chỉ chỉnh sửa biết chỉnh sửa chị chỉnh sửa cái bài vậy viết đó thôi, thì ngày không qua bên đó kia nữa. chứ Lúc đó đó không phải là qua bây giờ nữa. chị phải sửa tới hai trang, sửa chỉ sửa khi mà chị chỉnh sửa thì hai trang. Giống như nó đến một khi đã tạo rồi nó nhưng mà nó không có cái code để mà Không, lọc bây lại. giờ ví dụ nhá, cái phần bên tiếng Nhật đó thì là chỉ có cái bảng biểu. Nhưng mà cái phần bên tiếng Việt ấy thật ra chẳng có muốn có cái bảng biểu đấy thì Chị cũng không bấm qua xóa đúng không? thì qua bên kia chị xóa bằng biểu Xóa, đi. chị bấm xóa đi. Đó. Chẳng qua nó chỉ có copy cái ban đầu thôi. Ví Bây dụ ban như đầu rồi này em tạo ra một trang đây thì nó nhảy sang nó vậy nhảy qua rồi. đây. Dạ. Rồi về sau ví dụ chị cứ tạo cửa tạo tạo thì Thì nó nó cũng không nhảy nhảy. nữa. Đây 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 em làm ví dụ như này. À. Bây giờ hồi nãy là cái đây cái bài viết này bây giờ bên tiếng Việt rồi em cập nhật cái hình ảnh này rồi đúng Nó không? lên tiếng Bây Nhật là giờ qua xong tiếng Nhật em rồi. xóa cái hình ảnh này đi này. Rồi em còn submit này. Rồi bên bên tiếng Việt em quay bên tiếng Việt này. Còn edit lại cái nội dung này. Đấy, hình ảnh bên tiếng Việt vẫn còn này. Tiếng Nhật mất này.
nhật bắt này, vậy thôi. Nói chung một khi mà chị đã bấm cái up lên á là nó copy lần đầu tiên, coi như lần đó nó không có lặp lại dòng 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 lệnh lặp lại Đúng nữa. rồi. Vậy thôi. Thì tương tự cái mục gallery này, mục hình ảnh của mình thì mình đang bị ẩn là mình có chức năng này để một hình Đang trước, ẩn đúng không? Đang chưa có gì trong về. nhưng mà bên em cũng đang lập trình cho chị rồi. Sau này thì cần thì em sẽ hướng dẫn để chị. Thì tại hiện tại Tức là nó không vừa bất định ra thì quá. một cái hình ảnh, thư viện hình ảnh nhưng mà hiện tại không dùng thì em phải bật đi, bao giờ mình dùng thì em hướng dẫn. Rồi, cái dịch vụ của bên chị này, dịch vụ của bên chị thì ở đây nó có ba cái loại dịch vụ chính này. Thứ nhất là dịch vụ đầu tư vào Việt Nam này. Để dịch vụ này thì các em cũng quản lý rồi. Nó chỉ có ba mục là đầu tư vào Việt Nam là kiến trúc và cảnh quan. Nó có Có ba cái dịch danh mục vụ gì lớn. Thì trong ba cái danh mục lớn này thì nó có nhiều danh mục trong ba danh mục lớn này. Nó có ba danh mục lớn thôi. Thì khi mà anh chị cập nhật một cái bài viết danh mục nào ấy thì anh chị phải dọn nút là danh mục. Đó. Ví dụ đầu tư vào Việt Nam có những danh mục gì ở bên tay 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 trái giống như này này, đầu tư vào Việt Nam này thì có những danh mục bên này đúng không? Thì anh chị muốn cập nhật cái danh mục này thì anh chị click vào đây, thế là cái danh chọn mục đó mình cứ thử được. tên đúng không? Danh mục thì anh chị cũng click vào đây quản lý danh mục này, anh chị sửa này, edit và chỉnh sửa cái tên này, chỉnh sửa tên này. Ví dụ tên đầu tư Việt Nam thì không muốn tên này nữa là tên khác, sửa lại tên thôi. Còn cái bài viết dịch vụ, tại vì ở trong mỗi một cái bài viết này này nó sẽ dính dáng đến nó nằm ở cái danh mục nào, thì đây cái này nó nằm ở cái mục dịch vụ. Ủa cái web của mình đánh theo cái form nào để nó lên nó hiểu tiếng gì vậy? Anh cứ gõ, nếu mà anh thường như là Arial hoặc là Tamil Roman thì ở trong này bên em có quy định font luôn này. Ở bên trong này bên em có chỉ có mấy phông chữ này để hiểu phông tiếng Việt này, phông chữ này đó, đây những phông chữ này nó hiểu thịnh hành máy nào cũng xài được đó. Còn ví dụ như anh chị mà xài phông phông đẹp hơn tối ưu hơn thì Cái bên tiếng Việt em để cho chị không thì phông thường hay xài được bên em một đấy là phông tư luôn, hai là tiếng audio Nhật đấy, tiếng đó. Nhật, Dạ tiếng Nhật tiếng Nhật đấy, đấy thì phông em tiếng Nhật để đấy, chị không phông tiếng Nhật hả? Phông tiếng Nhật anh chị cập nhật phông phông gì nó vào phông đó. cái phông này là nó lấy từ cái phông của hệ thống Windows đúng không? Dạ. Vậy được rồi. Đó, thì cập nhật cái phông gì nó vào phông đó thôi. Ok, Dạ. nó lấy phông từ máy tính thì được rồi. Nói chung là trên máy tính của anh chị có tiếng Nhật, anh chị gõ tiếng Nhật vào thôi. Ok. Tại vì máy em có tiếng Nhật. Dạ vậy thôi. Rồi xong. Em hướng dẫn chị sửa mấy cái hình bên ngoài á, mấy cái phần trang Rồi trí rồi 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 chị đợi mấy xíu cái nhá. hình Thì hoành tráng ngoài đấy không phải ở chỉnh đây này, sửa ở gì đây trong cái phần quản lý bài, nói chung là cách bên trong cái phần quản đưa lý các chỉnh sửa y chang như y chang như ban nhau, cách đầu. thêm vào y chang như nhau luôn. Cái này nó chỉ khác bài viết giới thiệu là nó có quản lý danh mục, là khi mà anh chị muốn thêm một bài viết dịch vụ mới thì anh chị phải bắt buộc phải chọn danh mục tra. Rồi anh chị thêm cái tin này cho danh mục tra đó. Đó. Danh mục tin của nó là chính là cái danh mục tin này. Chọn một cái nhỏ Ở thôi xong đó. rồi thêm đúng không? Đó. Rồi, sau đó anh chị là cắt hình ảnh. Cái này là có hình ảnh đại diện này. Hình ảnh đại diện này. Hình đây đây hình ảnh đại diện này cho một cái tin này. Đó thì anh chị phải đưa cái hình ảnh này vô. Chọn cái hình ảnh này ở bài viết. Thì trước khi mà cắt cái hình ảnh này á, thì anh chị phải đưa hình ảnh này thì anh chị phải cắt hình ảnh trước, là hình ảnh của nó là hình chữ nhật thì anh chị cắt cho em khoảng 800 nhân 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 600 nữa, bên sau cái hình đó là hình chữ Năm nhật, bên sau hình đó là hình chữ nhật, hình ảnh không vượt quá 1.000 pixel đó. cái đó nên thay cái chiếc cái bản chi tiết á, trong Dạ cái lúc mà nghiệm thu cái bản hướng dẫn sử dụng á, thì dạ ấp hình này như thế nào, điều kiện ghi chú là em không nên em có gì. em sẽ ghi 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 ngay thẳng trực tiếp ở trên trên cái admin này của em Giờ luôn. nếu mà ghi trực tiếp gì đây được Dạ. rồi thì cũng bình Rồi thường, như vậy anh chị dễ hình dung. Vậy thôi ha. tại vì nhiều khi nhiều người ta ốp người ta không để ý cái đó là. Dạ. Đó, sau đó anh chị cũng chọn vào browse đây cái máy của mình, chọn cái hình ảnh của mình vô, anh chị muốn Ok đưa lên ha. Để sau đó up phần lên, upload lên. Rồi bài viết mô tả thì nó cũng giống như cái kia thôi. Anh chị đưa vào bài viết rồi khi cuộc. Vậy thôi. Thì cách thao tác đưa nội dung bài viết vào hình ảnh thì nó giống tương tự nhau. Rồi tin tức thì nó cũng giống như là dịch vụ. Tin tức này nó giống như dịch vụ, nó cũng có phần là quản lý danh mục này, danh mục tin này. Đó thì này, tại danh mục tin thì chưa có danh mục nào. Danh mục tin tức này. Ở trên mục của nó, trên sự kiện, trên chương ngành này.
đúng rồi. Cái này nó chưa có danh mục tin này, anh chị có thể là tạo danh mục tin ha. Danh mục thì anh chị có thể là click vào đây, quản lý danh mục này. Add thêm danh mục tin, ví dụ như là tin tức về dòng xanh chẳng hạn. Anh chị có thêm tin tức tin về dòng xanh chẳng hạn. Tức công ty đi. Đó. Đây là danh mục, đây là danh mục tin. Hoặc là đây là cũng có thể mô tả ngắn cái từ khóa danh mục và danh mục tin. Đấy, thì có thể mô tả ở đây còn không thì thôi. Còn ở dưới đây nó cũng có keyword này. Keyword của cái danh mục tin này. Rồi cũng có mô tả ngắn 160 cái tự này. Đó, nếu chị điền có thời gian điền vào đây thì chị điền không có thì thôi, submit ha. Thì lúc này trong quản lý danh mục mình sẽ có một thêm một danh mục là tin tức công ty. Đó. Thì khi mà anh chị thêm tin mới thì anh chị chọn danh mục cho em, add thêm tin mới này. Đó, chọn danh mục tin là tin công ty. Rồi tiêu đề tin này. Thì muốn thêm danh mục thì anh chị thêm ha. Còn cách thêm bài viết là dùng bài viết. Danh mục tin tức của mình thì nó có phần là mô tả ngắn và mô tả chi tiết. Mô tả ngắn thì mô tả vài dòng thôi, giống như là ở đây Nó này, như nó hiện ra ngoài thôi. đây mô tả ngắn này, đây gọi là mô tả ngắn này đó, ví dụ như vậy. Còn mô tả chi tiết thì anh chị mô tả hơn, khi click vào chi tiết thì nó sẽ đang đóng tin ha, đó vậy thôi. Lời tin tiêu điểm này, để em coi này là ở ngoài các trang chủ mình có cái tin tiêu điểm không. Không, ngoài trang chủ của mình không có tin tức tiêu điểm chị anh chị ha. Ở ngoài trang chủ của mình nó chỉ có thứ nhất là cái phần là Cái chỗ đầu tư vậy giới là thiệu nó cứ đổ đổ dần dần. cái này có, nó sẽ quản lý chỗ khác à, em sẽ chỉ cho anh chị cái này cũng vậy luôn. Cái phần nhân sự này nó cũng vậy luôn, sẽ quản lý chỗ khác. Nhân sự, nội dung trang chủ này, cái phần chỗ bài viết giới thiệu này, nó nằm ở trong phần quản lý hình thức nội dung, quản lý size này. Đó. Nội dung trang chủ đây, nó nằm ở đây luôn này. Để vô đó sửa luôn không? Đó, Sửa tiếp luôn anh chị sửa trực tiếp cái này luôn, em bài viết gì đó, điện thoại, số điện thoại hotline thì sửa đây trực tiếp cái này luôn. Còn nhân sự này anh chị muốn thêm hàng thêm cột thì nick nick chuột phải thêm hàng thêm cột ha, rồi. nick chuột phải thêm hàng thêm cột này, hàng cột chèn hàng với trước hàng với sau này, nó thêm cột gì đó thì em thêm rồi hình ảnh thì anh chị cũng ép cái hình ảnh nó vô. Cái chỗ mà admin đó, chỗ admin mà đổi bot đó. Thì thế còn cái phần chạy ảnh to đùng ở trên thì như nào anh? Rồi chạy ảnh tôi đây thì nó trong nằm nguyên một mục là quản lý banner logo. Quản lý banner logo tiếp theo, đây là cái logo đầu tiên của chính trị này. Cái thứ hai nữa là trang ở trang chủ này, đây banner lớn này. Đó. Ở trong này bên em có quy định kích thước cho nó này. Khi mà chị thêm mới một cái banner cho cái ở trang chủ này thì ép thêm này. Ép thêm là đây em có quy định kích thước là 1600 này, một nhân với 455 này. Thì ở đây em có quy định các kích thước. Rồi anh chị muốn gắn cái link cho cái banner này đi đến cái đích nào này. Thì anh chị copy cái link path vào. Ủa cái hình nãy đó, cái hình mà lúc mà nó chạy flash vậy như flash là cái hình đó mà em là mình chỉ cần chép copy chèn cái hình nó vô thôi là nó tự động nó chạy flash Đúng rồi, đúng rồi. hả? Cái hệ thống bên em nó lập trình rồi. Thì anh chỉ cần là việc là đưa hình vào thôi. Nhưng mà cái đấy thì chạy được mấy hình này em? Bên Tối đa em bao nhiêu không, hình cũng được không? có quy định hình ảnh. Mấy cái flash đó là chỉ Bên em cần gán code thôi để cho bên chạy em hả? bên em không có quy định là số lượng, nhưng mà mình cũng không nên đưa nhiều quá, đưa nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng cái tốc độ cái dung lượng. Ví dụ như chỉ để cho em khoảng là 10 hình đầu về thôi. Để đến 10 hình. Thôi thì được, Để ok đến không 10 sao. hình hoặc Tại vì là cái đó thì ngày xưa thì người tại ta vì cái hình ngoài của chị nó lớn, cái kích thước này nó lớn quá, thì ừ. cái nào lớn hơn 1600 ạ. Thì đúng rồi. Thường cái một cái banner ấy là nó chỉ có khoảng 800 đến 1000 pixel rồi, còn cái này nó gần như gấp đôi luôn. Sao ý em nói là ngày xưa là làm chấm dạng như là dạng flash hoặc là dạng gif
để cho hình nó tự động nó nhảy. Ừ. Mà cái này của anh thì nó có Java cái thế, cái này của em là làm hệ ứng Java thế. ồ Chứ không làm bằng Flask. Flask thì trên điện thoại iPad thì chị cũng không duyệt được, không xem được. ồ Cái này của chị là có ấn cho giao diện điện thoại đúng không? có mobile anh chị thì có thể xem trên mobile được rồi. Là tự động nó gom lại gì đúng không? Đúng rồi con rồi. Anh chị có thể xem trên trên mobile được. Sao rồi, À, tương tự cho các banner khác cũng vậy ha. Banner giữa này. Anh. Tương tự cho banner giữa này. Đây banner trang chủ đúng không? Là banner lớn này. Rồi banner giữa này, là những cái banner nhỏ nhỏ trong trong này. Đó. Trái phải gì đó. Bên trái bên phải này. Đó, em cũng quy định hết anh chị rồi. Bên phải không có cái banner nào hết. Cuối trang thì không có những cái banner này. Đó. À, chạy bên trái là những cái banner này, ví dụ như banner này, chạy bên trái nó có banner chạy bên này này, hai bên này. Nhưng mà mình không có. À, nhưng mà trong này mình nếu mà anh thêm thì vẫn thêm được. À, thì mình chỉ Thì hiện dừng tại cái bàn phải đây, trái phải chạy bên trái, chạy bên phải này, add thêm này. À, kích thước của nó là chiều rộng của nó chỉ 110 pixel, chiều cao thì không giới hạn. chạy được trên được không? Rồi quản lý bút ghi này, cái này thì bên em hỗ trợ cho hiệu ứng tuyết rơi này kia là vậy không? Sao? Là gì? Hiểu tiếp rồi chứ hả? Rồi ra xem biết liền à. Thầy biết không? Đó, vậy không? Này bên em hỗ trợ là Cái này hiệu xài ứng. vậy là gán 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 cái động thứ tôi là tự chạy thôi. Không, cái này bên em lập trình thôi chứ không dán gì hết. Vậy thôi, cái mùa nó em thôi đưa lên. Mùa đông thì tuyết rơi. Ngày xưa nó có nhạc nhưng mà nó nặng quá, web sợ nó chậm tắt luôn nhạc. Ủa, cái này mình cần mình add vô được không vậy? Hay là bên anh chỉ làm gì thôi Bên em chỉ làm được thôi, hả? hỗ Vậy không có trợ add vô được không? Mà không nó có tự mình thiết kế, ví dụ như hoa anh đào rơi này nọ. thôi. Mấy cái đó thì nó có cái dạng script. Bên em có làm cho một cái là sàn sinh vật cảnh, nó có thiết kế theo yêu cầu khách hàng theo mùa nhưng mà nặng không chịu. Không, ví dụ như hiện tại giờ anh có một cái là tiết rơi với lại có cái ông già Noel này đúng không? Cái đó là nó cố định luôn, không có add thêm được cái clip gì vô. Thì tùy bên chị thôi, anh chị cần thì bên em hoàn Thì chỉnh giống thì bên em như làm thêm thôi. làm thêm thôi, Dạ. đâu có cái khuyến này mãi giống như khuyến cái mãi. này bên em khuyến mãi cái nào cũng có. Bên đâu có ví dụ bên em khuyến mãi thì mình tự chỉnh muốn chỉnh sửa cho nó không đâu vậy được, đã khuyến mãi thì chỉnh gì thì em mới nói, em mới hỏi á, có thêm được độ tiết gì không, hoa đào gây gì đó. đó. Thì đến một rồi mà nhưng mà nếu mà anh chị web xem tranh chị sau này muốn cần thiết hơn nữa thì mình làm thêm thoải mái Rồi vậy thôi, theo làm theo yêu cầu giống như là khuyến khích nào mà bật bật mắt thì kêu trả tiền tiếp làm tiếp á. À. Nó chỉ vậy thôi. Rồi vậy tắt đi. Nó đang mùa đông ấy, để cũng được. Để hay tắt. Tắt đi, tắt đi. Để thì ảnh thì ảnh đi. Sao không phải được điện thoại Vậy nhỉ? thôi. Đang chạy demo mà, chỉ là Thế link hả? link demo đi. Chị vẫn lên điện thoại này. Đâu. Sao không được? Demo sai nào? Demo 111. Demo mà có V V111. À. Mới đầu là Lên bánh hát cho chị. demo. Lu la gan à. Lên bánh cho chị. Rồi em làm nào có ông già Noel kia. Cái này là khuyến mãi thôi chứ không chỉnh sửa không làm gì được. Là sao? Đầu khuyến Thì em mãi chơi cho vui vậy thôi. thì máy ngày đó em không chạy không à. phải là chạy đúng không? Khuyến mãi chơi Noel cho vui thôi hả? Chị đang không biết cái gì mà chị đi ra để nhìn đấy. Thì coi giống như dạng như là bây giờ chị muốn cho cái màn hình desktop nó nhiều nhiều hoa anh đào rơi xuống vậy Ví á. dụ như sau này em chị muốn thay đổi theo phong cảnh thời tiết của Nhật á, Thì chuyển lúc khoản thì đó cái phần đó thì chị phải trả tiền trả cho thêm em phần tiền đó cơ. mới làm. Không được. Em mùa giàu quá chị. Ai sắp giàu? Nhiều ai sắp giàu đâu? Tiền của em. Em sắp hả? Chị Đâu Nhung. em sắp. Chứ không phải mẹ.
chắc gõ sai rồi, cái gì à, chắc gõ sai rồi, sai linh gì, sai lên rồi. sai gõ sai linh rồi. Chị mở cái mail em thì gọi thì nick của tên em xem. Cái mail của em thì À, nó không được. rồi thì Nghe mũi. còn mấy mục nữa em hướng dẫn luôn cho anh chị này cho xong này. Ok, Ok. xong luôn đi. Tin tức thì nó giống như dịch vụ này kia rồi ha. Ok. Tư vấn thì nó cũng vậy thôi, nó cũng có quản lý danh mục của tư vấn này. Câu hỏi thường gặp rồi câu trả lời này. Khi có mình có danh mục này rồi thì khách hàng thêm câu hỏi thì người ta cũng vào đây này, người ta gửi câu hỏi này. Ở đây ngoài đây cũng có phần danh mục này, gửi câu hỏi này. Thì nói chung Đó. mình nó khái quát cho mình biết là như vậy 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 Đó. vậy đó, Thì ở khi đây mà có đụng câu như hỏi làm như gửi. thế. Đó, câu hỏi người gửi này. Đó. Nội dung câu hỏi này, sau khi gửi xong thì submit thì nó sẽ bay vào đây, quản lý câu hỏi tư vấn này. Những ai đã hỏi này. Thì anh vào đây có thể là ví dụ như câu hỏi thì người ta mới hỏi này. Anh chị muốn muốn xác nhận câu hỏi này nó được bốc lên trong ngoài web thì anh chị cho nó hiện ra. Nick bằng cách một lên là nick vào đây để cho nó action này. Hiện ra. À, Khi nó hai hiện, nó hiện ở đâu? nó hiện ở ngoài đây bên ngoài nội dung câu hỏi thường gặp đây bây giờ Ủa, vậy khi mà có câu hỏi mình có biết không? biết chứ anh Có báo cho mình không? nó gửi qua mail á Gửi qua mail cho nó mình báo không? trong bảng pin nó ẩn luôn đấy Này, vậy là mình đã phải vô đóng cửa liền. hồi nãy nó gửi câu hỏi như trạng thái như này đúng không đó đây là câu hỏi khách hàng mới gửi này Vậy là phải lóc vô bảng bây pin luôn. giờ anh muốn muốn trả lời câu hỏi của khách hàng anh nick vào đây trả lời câu hỏi À, bây giờ ai hỏi gì này Ok. đó đó mình trả lời khách hàng thôi mình submit thì cái này nó cũng sẽ về mail của khách hàng luôn và Em trách nhiệm kiểu gì đồng thời anh cũng cho nó hiển thị ra ngoài luôn này rồi đó. với trách nhiệm của lúc submit Submit nó không theo chuẩn nào. Submit hết submit là update rồi. submit thì đại thay với tiếng gì thì luôn đại đánh chữ cập nhật luôn đi À, để submit. tại vì nó cứ nhiều chữ cập nhật đó thì tư vấn thì nó cũng vậy hả Ok. nó cũng dễ thì quản lý đối tác là những cái banner của khách hàng anh chỉ cập nhật những banner của khách hàng vào thôi rồi những cái link này khi mà add một cái đối tác mới anh chị này tên tiêu đề của cái đối tác này Cái logo của công logo của ty, đối tác ấy logo của đối tác với logo lại tên và công một ty, thông tin logo và là link thôi logo của Emma để em cho Emma về xong rồi link à. tức là để cho Đây rồi copy cái Emma. link web của khách hàng vào đây thôi Ok. thì logo và đối tác này nó đơn Là giản tên thì tên là tên, ví dụ như của Emma là logo đây Emma. logo này ví dụ logo thiết web Đó, này đó có vậy gì? thôi đó Xong vậy rồi. thôi đó. Thì có công Đó. ty dưới á. Tên công Tên công ty này tên ty này logo này ở tên website này mô tả ngắn này ừ. mô tả mà khi mình lên chuột vào nó hiện thì mô tả này ở đâu thân thân Ok. bình này đó gọi là mô tả này đó. Rồi khi quật này trong cái công ty này thì có cần khi quật gõ vào này vậy Rồi. thôi chấm bít nữa xong Giúp giúp cho công ty lên sao trên Google đó. Rồi sản phẩm này bây giờ luôn. sản phẩm thì anh chị của nó cũng có nhà sản xuất gì đó nhà sản xuất là của bên công ty chỉ rồi ở đây thì nó cũng có phần quản lý danh mục này ngôi nhà Nhật Bản vật liệu xây dựng gì đó thì anh chị cũng thêm bớt và chỉnh sửa đây ha thì cái tên danh mục này sau khi có được cái tên danh mục này bắt đầu anh chị thêm sản phẩm mới cho danh mục này đó. Chọn danh mục này ngôi nhà Nhật Bản này xong rồi chọn nhà sản xuất này là công ty chị này rồi nếu cái này có mã số thì anh chị đánh mã số rồi còn không có mã số thì thôi thì nó tự động sinh ra mã số rồi cái hai nữa là tên sản phẩm này tên sản phẩm tên gì đó. Đây là danh mục sản phẩm đây tên sản phẩm đó, ví dụ em tên hai em có tên hai danh mục này nó trùng trùng cái lĩnh vực của em thì em chọn là hai và không muốn thì chọn một thôi tích lại rồi hình ảnh đại diện cho sản phẩm này đó. Hình ảnh đại diện nếu chi phí này nếu có thì để chi phí mà không thôi còn cần để chi phí đó. Nội dung này nội dung anh thị trang trí rồi sau khi xong thì ở đây nó chỉ cập nhật một cái hình ảnh đại diện thôi thì muốn có nhiều hình ảnh thì chị vào trong này sau khi cập nhật xong nhấn submit xong rồi thì vào trong này cập nhật hình phụ cho sản phẩm hình phụ cho sản phẩm ví dụ như cái sản phẩm này em có nhiều cái hình phụ thì em nick vào đây rồi em bắt đầu thêm file này em có thể chọn nhiều file một lúc này đó, của Jona chọn nhiều file một lúc này đó, xong open lên đó, vậy thôi bắt đầu nó xong đợi nó chạy hết là xong rồi
nó cập nhật, có nghĩa là sản phẩm đường có nhiều nhạc cụ. Thì trước khi mà đưa anh hẹn cái nói chung là cái hình ảnh này chị đưa cho em là khoảng một, nó cũng là hình chữ nhật, anh đi chị đưa cho em 1.800 thôi, 1.000 pixel là nó bắt được rồi đó. Sau đó nó đợi nó upload xong hết là xong rồi. mấy cái hình ảnh lên là nó không có tự lưu vào khuôn mà mình phải chỉnh theo tiếng tay ở ngoài mình đứng lên đúng không? À đây cái hình ảnh sản phẩm mới có chị này. Đây đây này cái hình ảnh này á, để cho nó kích thước bằng nhau ngoài giao diện tay chủ á, khi đưa lên á thì anh chị bắt kích thước em mà bằng nhau hết Ừ thì đúng là một vậy, nhưng theo một mà kích cỡ. cái trang web nó không tự động, Tức nó là hiểu. ý ý là trang web nó không tự cắt cho mình à, mà mình phải chỉnh ở Đó, ngoài. cái đó là bên Nó có trong web thì cũng có thể cắt được cho anh chị, nhưng mà khi mà nó tự động cắt ấy thì nó sẽ không phải cho chị là nó tự động bóp vào để nó đứng vào một khuôn khổ, mà là khi nó tự động cắt thì sẽ bị mất những cái kích thước các bạn biết ở trên website, nó sẽ nó tự động nó giống như là tự fix đúng không, nó nó tự tự phát fix, triển. nó fix cho cái số đó, số gom chung lại nó fix cho đó, Đúng rồi, thì nó có thể là nó trường chỉ hợp nó mất dễ nội như dung là thôi, nó bị nó một mất là nó méo, nội dung nó méo méo mà là gì méo đó, dài hình ra nhưng mà thì nó có tự fix không? nó hiện tại là bên em không cho tự fix mà anh chị đã cắt hình ảnh đó. Còn nếu mà em cho nó tự fix thì là bên thậm chí nó đã nhất là cái nhất là cái dung lượng này. Dung lượng thì nó không tự mất, nó cũng không có tự fix dung lượng này, thì nó chỉ fix chạy mà ở đó thì giới hạn của nó thôi, mà dung lượng thì nó cũng không được fix. Nhưng mà khi mà nó đã tự động rồi nó sẽ bị mất nội dung của chị, nó không có đúng chuẩn, thì anh chị chỉ cần anh phải đến bên em, chị cũng là bên thiết kế luôn mà, thì hình ảnh nói chung là cũng không là thành vấn đề của anh chị hết. Ví dụ như sản phẩm của chị khi mà để một người cắt sản phẩm của chị cắt cho em là 1.800 thôi, toàn bộ 1.800 hết Chắc rồi, chuẩn cứ tại vậy các phải đó, sau thiết kế cắt không? cứ vậy là cắt chuẩn thôi mà xong rồi đó. Lời hình phụ những sản phẩm này khi click vào đây cái này á đó, đó là nó đó. Còn mô tả dưới đây cho chị cho mô tả sản phẩm. Thì cái này em ví dụ của người khác thôi, còn anh chị đẹp thì anh chị đưa vào nó đẹp Làm văn phòng. thì nó sẽ đẹp. Cái web này bên anh bảo hành bao lâu vậy? Bên em bảo hành cho anh chị được 12 tháng, sau 12 tháng là bên chị vẫn sử dụng cái dịch vụ hosting của bên em bảo hành vĩnh viễn thôi. Thì đúng rồi, vậy là tất nhiên rồi sau 12 Giống như tháng web cũ rồi nhưng bên em vẫn bảo hành vĩnh viễn thôi. Cái chấm trước xong rồi chấm gì đằng sau? Chấm bên chị. Chấm bên. Website muốn hoạt động thì phải có hosting rồi. Còn gì đến hướng dẫn anh chị không? Hai được thử hẳn thì không sao thì ở bắt vô nói là Hết bây rồi. giờ này làm trước cái đã có cái đấy xong thì cái nào hỏi cái đấy thì cho đó nhanh thôi, nên cái này em thì á có định làm anh cũng biết được tình trạng cũng vậy, như anh nên không phải bảo vệ như quay phim mà ai không có thời gian đâu mà mở cái đoạn lên là coi gì nọ, anh hiểu không, anh cứ dụ như